Mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Trước tiên thì chúc anh em có được ngày làm việc vui vẻ và thành công nha anh em. Hôm nay á mình sẽ sử dụng là cái loại kích thích sinh trưởng Atonic với lại là cái loại phân bón lá để giúp cho những cây mà sau khi chúng ta chơi tết xong á là có một số cây thôi nha, một số cây bị rớt lại thôi. Thì anh em biết rồi, sau khi chúng ta chơi tết xong á thì các cành xả tàn rồi đó, và qua một thời gian kích rễ cũng như kích chồi, những anh em nào thường xuyên xem kênh của mình thì biết là những phương án để làm rồi ha đó. Nhưng đa phần thì nó cũng phát triển cũng đạt, cũng bình thường, là những cây đó bình thường. Ngày hôm nay mình không nói anh em, nhưng bên cạnh đó còn rớt lại một số cây á, là nó cũng chậm đi tược nè, rồi nó đi tược không đều, có những cành đi dài, có những cành đi ngắn, thậm chí những cành mà không đi ha. Rồi hoặc là những cây mà chúng ta từ Tết đến giờ chúng ta mới xả tàn khoảng chừng 1-2 tuần à, hoặc là mới xả tàn luôn, có những anh em vừa mới xả tàn luôn, thì cũng có thể áp dụng theo cái phương thức của clip này để thúc, để cung cấp dưỡng chất cho cái cây của mình nha anh em. Đó, chỉ xử lý cho một số cây mà nó chậm đi tược, rồi nó đi tược không đều, hoặc là mới xử lý sau này thôi. Còn mà đa phần mà những cây mà mình xử lý nó đi bình thường như ở ngoài này thì ngày hôm nay không làm việc trên những cây đó nha anh em. Cho nên á, chăm mai là vậy đó anh em. Cùng một chế độ chăm sóc là cũng không có cây nào phát triển giống như cây nào được đâu. Nó chia ra thành nhóm này nhóm kia hết trơn à. Bởi vậy có những anh em á, mà xem những clip về phân thuốc của mình đưa ra, chia sẻ ra, lại hỏi định kỳ bao lâu ngày là sử dụng một lần bạn ơi, là khó nói trước lắm nha anh em. Định kỳ thì định kỳ, nhắc lại lần này không biết bao nhiêu lần luôn. Định kỳ thì định kỳ, nhưng mà tùy theo tình hình phát triển của từng cây riêng biệt để mình phân ra, để mình chăm sóc là từng loại thuốc, từng loại phân riêng cho nó hợp lý hơn ha anh em. Mình cũng hiểu với một số câu hỏi này của một số anh em á, là mình biết là anh em là không có thời gian để theo dõi clip liên tục, cho nên là muốn hỏi lần một gì đó để về sử dụng riêng cho trên cây của mình, chứ khỏi là cứ ngày hai ngày xem, ngày hai ngày xem, bỏ ra 10 phút chắc thời gian của anh em là nó hơi hơi quý, cho nên là anh em không có rảnh á. Nhưng mà không được đâu anh em ha, là từ từ mới được. Mình đã nói với anh em khán giả là cứ đăng ký, cứ là ấn vào quả chuông, rồi cứ ấn vào tất cả. Khi nào mình up clip nào lên thì anh em ban đêm dành 10 phút xem, đâu có gì đâu là quá đáng anh em ha. Những anh em á thường xuyên theo dõi kênh mình từ trước Tết đến giờ thì có nhận ra được, nhớ ra được cây này không ha? Cây này của mình là cấp Tết vừa rồi á, mình đem vào nhà mình trưng Tết anh em, thì mình có quay 1-2 clip gì đó về hoa cho anh em xem đó, cây mai năm cánh ha, mà bông rất là nhiều anh em, bông chùm rất là nhiều luôn. Nhưng mà có một cái anh em biết tại sao, là cái nguyên nhân tại sao mà tới giờ cây này nó đi chậm hơn các cây còn lại không? Đó, để mình nói luôn để anh em hiểu, rồi á là sau này là từ từ anh em mới biết được cái vấn đề nguyên nhân đó tại sao mình xử lý như thế nào ha. Cây này nó đi chậm như vậy á là lý do á, là nó cho bông quá nhiều ha, tương đối nhiều đó, nhiều so với mình rồi đó. Nhưng mà mình neo bông nó là khoảng chừng 10 ngày đó nè. Tại vì á, nó trổ sớm ha, cây này nó trổ sớm là bữa 26 Tết thì phải. Đó, cho nên mình gán neo nó, mình chơi tới hết mùng 5 mình mới đem ra. Đem ra là mùng 6 mình xả tàn đó. Cho tới bây giờ thì nó mất rất là nhiều sức, vì á, một cây nó cho hoa, nó nuôi hoa, nuôi nụ khoảng chừng một tháng trời. Đó, so với miền Nam thôi nha, chứ còn miền Bắc á, ở ngoài anh em ở ngoài miền ngoài á, là có thể cây nuôi nụ nuôi hoa lâu hơn nữa thì cây mất sức càng nhiều hơn. Cái câu này á, là mình đã nói trước Tết, là gần Tết á, cây mà nó cho hoa nhiều chừng nào thì sau Tết anh em chăm sóc cực nhiều chừng đó. Mà có một số anh em là không đồng ý với mình thì đây là dẫn chứng ha. Đó, cho nên á, anh em hiểu được vấn đề tại sao mà nó chậm phát triển rồi ha, là nó không kịp mấy cây bình thường á. Cho nên á, là đối với những cây như thế này, trên sân mình có 2 hoặc 3 cây cái loại này nữa nè, là nó cho bông lâu quá, mình xả tàn trễ rồi đó, thì cho nên á, là nó bị phát triển chậm đó. Thì ngày hôm nay cái cách làm là sử dụng các loại thuốc này cho những cây này nha anh em. Cây này
này của mình á thì nó bị chậm đi thôi. Và có một trường hợp nữa là thì nó đi hơi bị so le á, có chỗ đi dài, có chỗ đi ngắn anh em. Chứ mà chưa đến nỗi mà nó phải bỏ nhánh, nó khô nhánh ha. Có những anh em khán giả mà gọi hỏi mình đó là cây của mình bị những có những nhánh thì nó đi, còn những nhánh nó bị teo khô luôn. Thì những nhánh bị teo khô đó là thua rồi nha anh em, không cứu lại những nhánh nó được đâu ha. Cây mất quá nhiều sức thì nó bị đào thải nhánh thôi. Đây, những nhánh này thì nó cũng đang nhú mầm nhỏ xíu ra nè. Mà cái máy mình nó bị khìn khìn nha anh em. Mình quay trường hợp cụ thể trên sân của mình, những cây của mình như thế nào để anh em xem rồi so sánh đối chiếu với cây của anh em để anh em có thể áp dụng làm theo nha. Chứ không phải mình quay mà khơi 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 để anh em xem mất thời gian đâu ha. Thêm một trường hợp ở bên phía bên này á, là đối với những cây mai phôi này á thì mình cũng lấy theo cái cách xử lý này, mình xử lý cho những cây phôi này luôn anh em. Tại vì như anh em biết rồi đó, trồng phôi mai á thì tuy nhiên là đối với những cây này á, mình cũng đã có cho một lần phân vô cơ, một lần phân hữu cơ đó, nhưng mà nó chưa có phát triển mạnh được anh em. Thì mình đâu có dám cho ăn phân nhiều đâu, mình giảm liều hết. Còn những cây mà nó phát triển mà tương đối khá, nó cũng có thể coi là mạnh luôn đó. Như thế này thì không cần thiết phải áp dụng theo clip này nha anh em. Đó, tự so sánh rồi đối chiếu ha. Và trường hợp tiếp theo thì cái cây ở ngoài này mà khách mới gửi cho mình ha. Cho nên mình xử lý cái việc kích chồi kích rễ chậm hơn những cây bình thường. Thì cũng áp dụng theo clip này luôn. Đó, từng trường hợp riêng biệt rồi ha. Cây này thì chắc anh em còn nhớ rồi ha, khách mới gửi mình khoảng chừng 2 tuần lễ đó, thì mình cũng có xử lý 2 lần kích rễ với kích chồi rồi nó ra được như thế này rồi, thì cũng tương đối ổn anh em, mình sợ nó không được như vậy nữa chứ. Còn bây giờ sẽ tới cái loại phân và loại thuốc mà mình sử dụng ngày hôm nay ha. Mình sử dụng cái bộ đôi này cho những cây hơi kém phát triển cũng như là những cây hơi yếu á. Đó, thì nó giúp được gì nó giúp. Còn cái gói này là gói Atonis thì anh em quá trời quen thuộc luôn rồi ha. Ai chơi mai không biết gói này. Mình dùng để phun lên tàn cây ha. Đó, phun lên tàn cây để kích các chồi này đi nhanh nhất có thể nha anh em. Hoặc là anh em có thể sử dụng cái gói này pha đúng liều lượng là 16 lít nước ha. Phun lên lá hoặc tưới gốc đều được nha anh em. Đó, pha 16 lít là phun được. Còn đây á, là cái lọ TerraSort 4 ha. Anh em có thể kết hợp với Atonit để mà phun lên tàn cây ha, hoặc là tưới gốc là đều được nha anh em. Mà ngày hôm nay á, là mình sẽ phun lên bộ tàn cho cây, những cái lá còn non như thế này nè, sử dụng đúng liều lượng thì được hết nha anh em. Nói lại một tí về cái lọ TerraSort 4 này ha. Đây là cái loại phân bón lá, nó chứa các thành phần chính mà nhiều nhất á, là các amino acid ha. Là anh em cứ nghĩ là các amino acid là những cái dinh dưỡng mà dễ tiêu, dễ hấp thu dành cho những cây bị yếu, bị suy á. Đó thì nó dễ hấp thu hơn, còn những đa trung vi lượng là cây không hấp thu được. Cho nên thời gian cây yếu như thế này cần phải sử dụng cái lọ này để cung cấp cho cây, cây mới hấp thu được ha anh em. Cho nên á, những cái cây mà hồi nãy giờ mình giới thiệu cho anh em á thì nó phát triển sau, nó yếu như vậy á thì không nên sử dụng những cái dưỡng chất khó tiêu như NPK, như là canxi, magie, lưu huỳnh rồi gì đó. Thì chậm chậm đó anh em, mình chỉ sử dụng 2 cái loại này thôi là như vậy đó ha, là dinh dưỡng dễ tiêu. Còn cái lọ này thì nó có dạng nước ha. Dung tích của nó thì 100 ml nha anh em. Thì 1 ml xài cho 1 lít nước sạch đem phun hoặc tưới gốc ha. Rồi, như vậy thì cách xử lý cũng như cách phối phân thuốc là nó như vậy ha. Nhưng anh em phải hiểu cho một điều như thế này nè. Trên những cây này của mình á ha, là nó đã được kích rễ đồng loạt với những cây ở ngoài rồi. Nó được kích rễ kích chồi 1 tháng nay rồi hơn rồi. Thì mình sử dụng cái loại này á là 2 tuần mình sử dụng 1 lần anh em. Còn đối với những anh em nào từ Tết đến giờ chưa kích rễ, chưa sử dụng phân thuốc gì cho cây hết
thì gặp trường hợp như thế này thì có thể 4 5 ngày anh em sử dụng cho cây một lần ha, 4 ngày anh em tưới gốc, rồi 4 ngày sau anh em phun lên thân lá, rồi 4 ngày sau anh em quay lại tưới gốc nữa. Thì tại vì anh em từ trước giờ anh em chưa làm cho nó thì có thể rút ngắn tới cỡ đó thôi nha, không được ngắn hơn nữa anh em. Còn nhớ phải đảm bảo đúng liều lượng anh em. Đó, như vậy là mình đã nói rõ ràng tất cả những trường hợp của cây như thế nào của anh em ra sao rồi đó ha. Anh em nghe cho kỹ vào để làm cho nó chính xác các bước như vậy. Để mà anh em làm không chính xác thì nó sẽ phát triển theo không đạt thì anh em tự chịu ha. Chứ mình cũng đã hết mình rồi đó. Còn bây giờ thì mình phải đi pha phân thuốc thôi. Để mình phun nha, phun bình 5 lít. Quá thì vì thuốc nó lên vòi cho nên pha ra số B trước ha. Đó, anh em tự chia nha, gói này pha chung với 16 lít nước đó. Giờ mình phun bình 5 lít thì anh em tự ước lượng cái lượng thuốc anh em đổ vào đi ha. Có thể mình chia 3 gói này ra cũng được. Thì làm riết rồi nó cũng ước lượng được cái lượng nó bao nhiêu anh em. Còn tê sọt 4 này thì 1 ml pha chung với 1 lít nước sạch. Mình pha 5 lít mình cũng vẫn pha 5 ml nha, khỏi giảm một bên một phân nửa gì hết nha anh em. Cái này thì khỏi. Cái nào á mình nói anh em giảm thì anh em giảm, cái nào mà mình không cần thiết giảm thì anh em cũng nghe kỹ ha. Đánh lên thật đều rồi mới đổ vào bình. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình phun ha. Lẽ ra thì đến thời điểm này thì phun thôi thì dừng clip được rồi. Nhưng mà mình nhớ ra một việc cũng khá là quan trọng mình nói với anh em luôn nha. Anh em ráng nghe xíu nữa ha. Để khỏi sau này mắc sai lầm rồi chạy đôn chạy đáo làm cho hư cây mai của mình luôn nha. Thì như thế này nha anh em. Trong tất cả các việc làm của cái những cái cách chăm sóc cây mai á, thì cái cách làm mình cũng như bao người khác đã đưa ra rồi. À, cái cách làm là đã có, đã đưa ra cho anh em chia sẻ đến với anh em mới tập chơi rồi. Nhưng anh em phải hiểu như thế này nè. Còn khi mà mình làm đạt hay không thì còn tùy nữa nha anh em. Nếu không phải là muốn nói hên xui thì không nói được rồi. Cũng còn tùy vào tình hình của từng cây, sức khỏe vốn có của từng cây như thế nào nữa. Có khi cái cách làm là nó như vậy, nhưng mà cũng có khi là gặp trường hợp là cây là nó mau phát triển như ý định của mình. Đó, cũng có khi thì nó chậm phát triển như dự tính của mình, cũng có khi sẽ có cây không bao giờ phục hồi được luôn. Đó, không phải là mình nhiều khi mình nói câu này ra thì những anh em khán giả nghe mình nói như vậy mới tập chơi thì cũng buồn. Trời ơi, tôi theo ông mà theo cái cách chia sẻ của ông mà ông nói có khi là cây cũng không phục hồi được thì ông chia sẻ ra cách này để làm gì? Không phải như vậy đâu anh em. Thực tế cũng còn tùy vào là từng cây riêng nữa. Cũng giống như anh em cứ nghĩ đi, khi mà một bác sĩ á, cái cách trị bệnh cho bệnh nhân á, thì biết bao nhiêu là bệnh nhân thì thuộc cái nhóm bệnh đó thì người ta đã có cách đưa ra rồi, nhưng mà tại sao có người rất là mau hết luôn, có người rất là lâu hết, và cũng có người là xin vĩnh biệt cụ luôn á. Đó thì nó là như vậy anh em, chứ không phải anh em đừng có mong rằng á cái cách đưa ra như vậy là cây của anh em dù bị như thế nào nó vẫn phát triển tốt như bao nhà vườn khác, là không phải ha. Ngay chính cả những nhà vườn cũng áp dụng theo những cách của riêng họ, cây vẫn chết bình thường. Cho nên mình muốn nói với anh em á, khi làm theo bất kỳ cách chia sẻ nào của ai
cũng phải từ từ, đừng nôn nóng, thấy làm theo cách đó cái cây của mình nó không phục là được, mà đâu có biết rằng là cây mình nó đâu có khả năng hồi phục đâu. Cho nên chạy theo cái cách của người khác làm trên cây của mình, rồi chạy theo cách của người khác nữa làm theo trên cây mình nữa, thì cây mau chết càng mau luôn. Khi mà chăm sóc phân thuốc cho cây của mình á, thì theo cái cách của ai đó thì cũng phải từ từ nha anh em. Nếu cây mình cũng không phát triển mà cây người ta phát triển, mình phải từ từ tìm hiểu nguyên nhân cái đã ha, chứ đừng có vội vàng làm gì, càng vội vàng càng dễ chết cây. Thôi mình xin dừng clip ở đây nha anh em, thì anh em xem clip á, thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho riêng mình trong cái việc chăm sóc cây mai, đặc biệt những cây mà chậm phát triển rồi nó phát triển nó không đều nhau á, thì nhớ ấn like giúp cho clip này chạy cho tốt, đến được với nhiều anh em mới tập chơi hơn ha. Rồi những anh em nào vào sau xem kênh chưa đăng ký thì nhớ ấn đăng ký, rồi ấn vào quả chuông, cái này nhắc hoài luôn á, rồi ấn vào chữ tất cả nữa, thì mỗi khi mình đăng clip mới lên á thì YouTube họ báo về máy cho anh em, để anh em mình cùng chăm sóc, cùng một tiến độ, cùng phát triển như nhau luôn, để dễ hơn anh em. Thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.